Ngày 30 tháng 6, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Tê, sinh năm 2007, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tối ngày 29 tháng 6, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh bé gái chạy bộ đuổi theo hai kẻ cướp sau khi bị cướp điện thoại di động. Cụ thể, hai đối tượng đi xe máy tới trước một căn nhà rồi dừng lại, tiếp cận bé gái đang sử dụng điện thoại rồi cướp giật. Cú giật mạnh khiến bé gái té ngã xuống đường. Qua xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra vào tối ngày 27 tháng 6 ở đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một phụ nữ sinh năm 1992, ngụ huyện Bình Chánh xác nhận bé gái trong clip sinh năm 2012 là cháu chị. Chị cho biết bé nghỉ hè nên mỗi ngày thường ra giúp chị bán hải sản. Tối ngày 27 tháng 6, chị có việc đi ra ngoài nên bé ngồi bán một mình. Lúc này hai đối tượng vờ hỏi mua ốc rồi giật điện thoại di động của bé. Bé gái cho biết thấy khách mua hàng nên bỏ điện thoại vào người. Kẻ cướp lấy điện thoại thì em giằng co nên bị đá vào người.